quay ngày 25 tháng 2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô khách bỏ chạy lạng lách đánh võng nguy hiểm khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn. Lúc này, tổ công tác cảnh sát giao thông phát hiện xe khách do tài xế Nguyễn Văn Giang, 50 tuổi, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh, điều khiển, chạy với tốc độ 75 km h vượt quá tốc độ quy định trên đoạn đường này. Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tài xế Giang không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác lập tức sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế Giang vẫn ngoan cố, lạng lách đánh võng, thậm chí còn cố tình đâm nhiều lần vào đuôi xe của cảnh sát hư hỏng. Sau khi dừng được xe trên, cảnh sát tiến hành kiểm tra và xác định đây là xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tài xế Giang đều âm tính hiện công an huyện hữu lũng lạng sơn đang hoàn thiện hồ sơ để tạm giữ hình sự đối với tài xế nguyễn văn giang về hành vi chống người thi hành công vụ và xử lý vụ việc theo quy định